Và chúng ta đến với trận đấu chung kết dành cho cam thủ đến từ team AOE Sparta. Mấy bạn có xe, nhưng đi kèm với con xe thì là những đơn vị quân tôi cảm thấy thằng Không quá khỏe. Có xe đến từ Hoàng Minh, có Xi Măng là người được cầm Minoan. Và hai Greg đến từ Quýt. Và gây nhiều tễu. Quân bạn thì không phải là đẹp lắm, nhưng tất nhiên là cũng không phải là sâu. Trận đấu này thì Mạnh Hào là người cầm AC. Summer đến từ Game Thủ 98, Egypt đến từ Chim Sẻ. Uầy, quả Chim Sẻ đang khá sâu. Cuối cùng là Bùi Phương Nam người cầm Minoan. Như vậy là Minoan trong cánh, AC trong cánh. Ồ, thế giới xem của ta đang khá đẹp. Egypt và Samurian là hai đội quân có lợi thế về đánh chém một chút thì nằm ở đầu cánh. Mỗi tội là Chim Sẻ quá xấu thôi. Đây là U98. Đây là Minoan của Nam. Nếu nhà của Nam mà đẹp thì có lẽ Nam sẽ đánh cung A. Còn nếu như mà Nam nhà không đẹp thì có lẽ Nam sẽ đánh kiểu đi dừng lở. Tiếng game to quá, ok. Ai làm sale của Sparta đấy? Theo thông tin em nhận về thì vừa rồi anh vừa mới mua được cái chức vụ đó là chủ tịch hội đồng quản trị của Clan Ares Sparta rồi. Hiện tại thì anh Vơ đang nó bầu nhé mọi người. Úi dồi. Vâng, một bài đấu quả đầu sâu. Bù lại thì em có 4 vòi từ khá sớm. Dùng rú đang là nhiều. Và trận đấu này tôi nghĩ rằng Bùi Phương Nam nên đi sân giờ cho Chim Sẻ. Bởi vì đây chắc chắn sẽ không phải là trận mà Chim Sẻ lên đời sớm rồi. Khi mà bị chậm giận do quả đầu sâu và không lên đời sớm thì tôi nghĩ là cũng chả chém được ai đâu, nên là nên đánh cùng đi. Vâng, cơ cấu bình luận viên và kỹ viên vẫn giữ nguyên nha anh Tạ Quang Tuấn. Vẫn là các bình luận viên cực kỳ nhiều tiềm năng và nhiều lỗi đến từ Game TV, đến từ Game TV được chuyển sang Sparta. Vẫn là Kami, vẫn là Hải Mero, vẫn là JB, vẫn là Hiệu Lê. Và tất nhiên là vẫn là bình luận viên mới. Vâng, còn vòi thứ hai về đến nhà chính của Chim Sẻ. Như vậy là ba Chim Sẻ chắc là được rồi. 12 giờ đã có quả và tất nhiên đó sẽ là người hốc của game thủ Chim Sẻ. Tôi nói thế cho nó nhanh. Bài hôm nay tôi bắt hết. Không thu hốc bài này cũng hơi phí. Chúng ta sẽ đến với màn máy của game thủ Mạnh Hào. Thế bảo bài Mạnh Hào là khá được. Như vậy là có vòi dành Mạnh Hào. Ồ. Đồ ăn thì đang là rất đẹp dành cho Hào, 4 vòi và 1 hiệu. Vâng, nhưng mà có hai điểm mà cái bài của Mạnh Hào thì không phải là mắc bệnh lắm. Điểm thứ nhất đó chính là nhà ít gỗ. Điểm thứ hai đó chính là quả đầu sâu. Hào và Sẻ đều quả đầu sâu. Để xem cam thủ thế thiếu như thế nào ở trong trận đấu này. Hào dâng à. Như vậy là Hào không dâng à và đánh ở nhà vùng thế nhà cực sâu. Nhà này rơi vào tay tôi để chắc là đi dâng à rồi. Bởi dù sao thì dâng A cũng là cái sở trường của tôi. Còn Mạnh Hào thì dâng A thì không biết là có phải là sở trường không. Thế nếu như Mạnh Hào đi dâng A thì ai sẽ người cầm chủ lực. Gặp 8 đến từ Chim Sẻ. Và như vậy là game thủ cầm xe Hoàng Mai Nhi. Đúng rồi. Như vậy là Mạnh Hào đã quyết định đánh theo kiểu là dâng A cho game thủ U98 để U98 có thể bài đánh chém sau đó chuyển cục. Chính xác là đánh chém sau đó chuyển chủ lực. Khá hợp lý. Uầy, cánh bên kia là thấy hai người đấy nha. Màu Nam kẹp sập. Thông tin báo về đến từ game thủ Bùi Phương Nam. Nam chết một dân à? À không, màu Nam chết, rất hay. Vâng, màu Nam vừa chết một dân. Nhưng Nam chưa đủ đồ. Bộ bài Nam đang khá nghiệt. Nam không đủ đồ đấy, có ai Hào thừa đồ không? Ở đây nhá. Đỏ thế nhỉ? Vâng, đang đi đập lô thì ông thấy luôn bỏ quả. Tạm được, vẫn lên đời thôi nhưng sẽ không phải lên sớm. Xem ai bây giờ nhỉ? Xem Sẻ đi. Thông tin báo về màu Nam kẹp xăm chết 2 dần do rộng. Và màu Nam lại người cầm Greg. Như vậy cái bên này sẽ là Greg kẹp xăm, sen đầu cánh. Cánh bên kia sẽ là Minoan và Greg. Cánh của 98 là hai thằng thuần vàng đấy.
À nhầm, xin lỗi, hai game thủ đánh các đội quân thuần vàng như kiểu là chém và lạc đà. Chính vậy nên 98 chỉ cần thủ 1 đến 2 P thôi là có thể là sẽ bất tử ở cánh bên đấy và sẽ đánh kiểu khỏe ra được. 18 hòa mi lên đời xong rồi, một vài cầm sen lên đời khá sớm. Vâng, các bạn thấy cái khả năng ép đời của chim sẻ. Chim sẻ là một người có khả năng ép đời rất tốt, nhưng mà vướng việc mà mọc quả đầu vẫn đang còn tới 3 cây. Thì đây là một trận đấu mà có 4 coi về nhưng mà lên đời vẫn cứ là khá muộn. Đây là một điều rất đáng tiếc. Chim sẻ đang xin con giò. Vừa rồi thì huống được gấp chặt gỗ, biết đã nâng được chưa. 27 dân đến từ game thủ chim sẻ. Đối đầu với game thủ chim sẻ đó chính là game thủ Hoàng Mai Nhi. Hoàng Mai Nhi đánh cái gì đây? Không thấy đảo vàng. 27 dân và là người đánh cục. Sẻ tạm thời chưa chọc giò được vào nhà có game thủ nào cả. Chúng ta cũng quay trở lại màn hình máy của U98. Vâng, hy vọng rằng 98 sẽ không để quá yếu ở trong thời điểm đầu, bởi vì ở thời điểm sau 98 là bất tử rồi. Và như vậy là bị hai giò chọc. Vâng, cả Minoan lẫn Greg đều là hai người đánh chém ở trong trận đấu này, nhưng rất may dân của 98 là dân Summer. Vâng, mới mất có hai dân thôi. Vâng, nếu như mà là dân bình thường thì có lẽ rằng 98 đã mất hết dân rồi. Nhưng đây là dân Summer nên tạm thời 98 vẫn đang có thể thủ được con ngựa giò này của đối phương. Kéo lạc đà về thủ, mất có hai dân thôi. Và các bạn thấy, dân Summer cực kỳ trâu. Một lò bánh xe, thủ phủ đó quyết định của 98 và đây quyết định chính xác. Quả trái mạnh hào người đi Sơn Nga. Mạnh hào Sơn Nga lên nhà của game thủ cầm xe. Vâng, hãy nhớ rằng cánh của 98 là hai chém nhá. Và nhà 98 đã thủ phù rồi thì đội bạn sẽ vào trong chăn nhà Mạnh Hào. Tôi nghĩ Mạnh Hào cũng sẽ biết điều này. Mạnh Hào đang chủ động kéo dân ở giữa bản đồ để đi ăn hoang. Tôi nghĩ đấy là hợp lý đấy, 3 thôi. Lượng gỗ Mạnh Hào đang không quá khỏe ở trong trận đấu này. Thông tin báo về thì Bùi Phương Nam ăn được hết dân của game thủ cầm màu 5. Một bài màu 5 lên đời siêu muộn. Màu 5 lên đời siêu muộn. Ôi em thủ phù em bất tử luôn á. Bất tử luôn á. Màu 5 một bài lên đời siêu muộn mà là chết tới 2 dân. Quýt trận đấu này khả năng cao sẽ không thi đấu. Xem Hào bắn nào. Vâng, Hào đừng để lọt với cái mỏ gỗ. Điều quan trọng nhất với một người đi ra Nga đó chính là gỗ. Vâng các bạn, có thịt mà không có gỗ thì không làm được cái gì cả. Hào đang chạy sang nhà U98 để có thể ăn gỗ. Rất tuyệt vời. Anh em cắm khu gò xung quanh nhà nhá, 98 nhá. Từ từ, đang bị chăn hơi nhiều. Mạnh Hào đang khá mất mạnh. Mạnh Hào đang bắn vào nhà game thủ cầm xe. Hai game thủ đang đánh game thủ cầm xe, nhưng mà đánh là phải đánh nhanh nhá. Bởi vì là nếu không đánh nhanh thì cánh bên kia 98 khả năng cao không chăn được hai nhà đâu. Bởi vì tôi cảm thấy 98 không nhiều quân lắm. Vâng, 98 đang chăn về 7. Như vậy là chuyển cung A dành cho game thủ xi măng. Vâng, tôi đang định nói với cả hùng thủ 98 là hãy cẩn thận một bài đấu mà đi dơ Nga đến từ xi măng, nhưng không phải. Trận đấu này xi măng không đi dơ Nga mà anh đánh kiểu chém chuyển cung Nga. Tạm thời bây giờ thì xi măng đánh kiểu an hoàn, nhưng mà tí nữa sau khi cung Nga xong thì anh sẽ quay trở về nhà và chắc ruộng. 98 đang công phù lên. Vâng, 4 con phù thủy dành cho U98. Bùi Phương Nam tham lai 23. Như vậy là cũng có phù dành cho game thủ Cam Quýt. Nhưng Cam Quýt yếu hơn Bùi Phương Nam khá nhiều trận đấu này. Tham lai 37 dành cho game thủ chim sẻ. Chim sẻ Mạnh Hào vẫn đang cố gắng chơi nhà game thủ Hoàng Minh. Tạm thời Hoàng Minh vẫn đang thủ được. Một bài mà Hoàng Minh đang chỉ đánh thủ thôi. Và một bài đấu Mạnh Hào đang vâng tương đối yếu. Mạnh Hào đang chỉ có thể đánh được với bài 3 nhà bây à. Đây là dân ăn hoàng của game thủ Ron Tễu. Ồ, quay trải 98, ô thịt tươi nhá. Và như vậy bạn không có chủ lực. Vâng, chủ lực game thủ cầm Minoan. À không, có màu 8. Có màu 8 thì tôi nghĩ bài màu 8 không phải là khỏe lắm đâu. Một bài mà màu 8 dường như không khỏe. Anh đang muốn chuyển chủ lực sang game thủ cầm Minoan, nhưng Minoan đã bị game thủ 98 đánh bay bằng một tình huống công phu của mình. Một trận đấu mà 98 đang thi đấu rất tốt. 98 nếu được ra được cả dân và nâng cấp chặt gỗ thì là tươi nhá. Em cần phải là người chuyển chủ lực đấy. Đây là bài Mạnh Hào. Vâng, tham lai là 36 dành Mạnh Hào.
Mày hào xuống góc 6 giờ làm khoanh ruộng là cực kỳ ấm luôn. Đội bạn bây giờ thì các nhà chém không có nhà chém nào dám vào nhà của game thủ 98 đâu. Mạnh Hào đang lọt vào nhà của game thủ cầm xe bằng một kích cung R. Zidane đang khá to. Vâng, cung R bắt đầu tách ra, cung R được bắn vào trong ruộng, cung R được tách vào mỏ gỗ để có thể ăn dần làm gỗ của game thủ Hoàng Mai Nhi. Hoàng Mai Nhi đang kéo quân thủ nhưng số lượng cung thủ Hoàng Mai Nhi là không phải quá nhiều. Mạnh Hào đang khiến cho Hoàng Mai Nhi cực kỳ mất tay và mất giật, nhưng Mạnh Hào phải chú ý giữ quần của mình nha. Mạnh Hào chú ý giữ quần của mình. Nếu như chim rể vào trong nhà của game thủ Hoàng Mai Nhi trong này khả năng cao Hoàng Mai Nhi sẽ chết. Vâng, tham lai đó là 53 dành cho game thủ chim sẻ. Và kết hợp quân không tốt lắm dành cho chim sẻ. Mạnh Hào, Mạnh Hào vào rồi mà sẻ bây giờ mới bắt đầu tới nhà của Hoàng Mai Nhi. À, nó vừa đẩy quân em à. Rồi, như vậy là thông tin báo về, hình như là sẻ cũng đã bắt được một tên quân rồi. À, Nam cứ túc tắc thì vã thằng này thôi. Đây là chim sẻ tham 53. Đội bạn vẫn đang còn một vài con khủ. 3 nhà BP dành cho Cam Quýt. Đây là Mạnh Hào, nhưng Mạnh Hào tụt tơn tham khá sâu. Tham Mạnh Hào còn 21 thôi. 98 phải chuyển sang một chủ lực nữa nhỉ. 98 bung cả. Có thể 98 27 này. 98 dường như không sóc nhiều phù lắm thì phải. Còn tới 98 lúc đầu sóc tới 4 con. Như vậy đội bạn đang đánh kiểu gom cung A. Thế vậy chúng ta phải đánh bay được người cầm xe. Chắc chắn hành bay người cầm xe thì chúng ta mới có thể đánh tiếp tục sóc phù đi em ơi. Vàng để làm gì đâu. Và đang bị vẩy e để bắt dần. Phải về khá giáp của game thủ xi măng. Bây giờ thì game thủ U98 cần phải là người hồi ra. Chắc chắn chỉ đã phải hồi ra và tất cả các thủ chúng ta phải là hồi ra. Bùi Phương Nam sau khi mà được game thủ chim sẻ vâng đỡ vâng bắn phù của game thủ Cam Quýt thì bây giờ Bùi Phương Nam cũng phải khỏe ra. Nhà chính này, Bùi Phương Nam đang là người chuyển cung A. Một bài đấu mà chúng ta vẫn đang có một chim sẻ chắc nhà. Và ở thời điểm hiện tại tôi nghĩ rằng chim sẻ sẽ là người khỏe hơn game thủ cầm sen, game thủ Hoàng Mai Nhi. Bởi vì Hoàng Mai Nhi sau tuần trước đó đã bị game thủ Mạnh Hào lọt một tuần quá đau và mất rất nhiều giật. Bây giờ thì Hoàng Mai Nhi đang muốn đẩy game thủ chim sẻ nhưng khó. Đây là bà đánh hỗn đà của game thủ chim sẻ. Lạc đà kẹp cùng R và thậm chí là kẹp thêm cả trọng hơn. Game thủ Hoàng Mai Nhi đang muốn lên dốc để có thể bắt quân của chim sẻ nhưng có lẽ anh sẽ phải chạy thôi. Chim sẻ đóng một tên vào nhà của Hoàng Mai Nhi. Ở nhà của anh có nhiều quân không? Đây chỉ là 4 con đến từ Hoàng Mai Nhi thôi. Chim sẻ đang tách lạc đà vào trong ruộng. Hoàng Mai Nhi có để ý không? Vâng, chỉ 2 con lạc đà vào trong ruộng thôi sẽ khiến cho Hoàng Mai Nhi mất rất nhiều dần và không thấy dần làm ruộng chính đến từ Hoàng Mai Nhi. Vậy e không? Vâng, pha vậy e của game thủ chim sẻ đang quân của Hoàng Mai Nhi. Lạc đà đang chém khá đầu. Chim sẻ trận đấu này đang muốn đánh kiểu vâng nhiều lạc đà luôn. Tôi vừa thấy em kích chém 4 nhưng không, Quýt là người đi sai. Vâng, Hoàng Mi là người đánh chắc nhà của đội bạn và đã bảy. Trong cái đó thì game thủ xi măng đã lên cung A nhưng anh chỉ là bài đi ấn hoang thôi và không phải là bài chắc nhà. Đội bạn Quýt và chúng ta có chung kết ở trong xếp đầu tiên. Vâng, một bài đấu mà cam thủ của chúng ta đã thi đấu khá xuất sắc. Vâng, hơi lỗ một chút ở vị trí U98, đánh U98 phải là người bất tử ở trong trận đấu này. Phải là bất tử, đập có 1P thì có vẻ hơi sai lầm. Nếu tôi đập khoảng tầm 2P, thậm chí tôi đập cả 3P. Vâng, Kidan em 3P trong trận đấu này sẽ là hợp lý hơn dành cho game thủ U98.